Vâng, xin chào các bác, đến kênh Tư Sư Đạt. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu dòng cô đinh đến từ thương hiệu Gian, mẫu đồ Gian FCR 3003. Thì đây là một trong những mẫu dòng tô đinh đường phố khá là phổ biến, dành cho mọi lứa tuổi, các bác có thể đi rất là phù hợp. Và lần này em vé một chiếc mẫu Gian tô đinh với phụ kiện các ba ga, đầy đủ zin theo xe, nguyên bản theo xe, với tông màu chủ đạo là tông màu trắng. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể những chiếc xe. Vâng, trên khung hình các đây là cái mẫu dòng Gian FCR 3003. Thì thương hiệu Gian không còn gì xa lạ đối với bác rồi. Đây là một trong những dòng xe touring khá là phổ biến, dành cho những dòng các bác đạp xe đạp đường phố, city bike. Và cái mẫu Gian FCR này bên em đã review rất là thời gian vừa qua rất là nhiều. Thì trong những video trước đây thì cái mẫu Gian FCR đa số là cái các ba ga để chống bụi đằng sau, rất là ít đầy đi cửa hàng anh em. Giờ này em về một chiếc dòng Gian với cái tông màu trắng rất là đẹp nhá, phụ kiện vẫn còn nguyên zin cho xe, với tông màu chủ đạo tông màu trắng, dành cho bác yêu thích những tông màu sáng, làm từ khung hợp kim nhôm aluminium, hợp kim nhôm siêu nhẹ, dành cho những thương hiệu của Gian. Những bác nào mà đạp xe đường phố hoặc là đạp thể dục thể thao thì đây là cái mẫu phù hợp rất là tốt để lựa chọn các bác. Đằng sau sử dụng nguyên bộ các ba ga zin nguyên bản theo xe. Đây là các ba ga zin theo xe FCR 3003 các nhá. Thì xe về nguyên bản nó vẫn giữ nguyên trọng tải dưới 25 cân đổ lại, rất là chắc chắn của các ba ga, rất là dày dặn. Rất là ít khi về cửa hàng bên em về những mẫu dòng FCR 3003 mà nguyên zin mà có bộ sẵn các ba ga này các nhá. Phụ kiện tất cả đồ đạc là nguyên bản theo xe của FCR 3003. Và lần này em về một chiếc size M. Model của xe là model FCR 3003. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về các model của xe thương hiệu đến từ Gian. Với tông màu chủ đạo tông màu trắng rất là sáng. Nhất là vào cái mùa mưa, thì cái bộ các ba ga bằng nhôm nguyên zin cho xe này rất là phù hợp với các bác đi vào cái mùa mưa này, trước và sau. Đây cũng là một trong những cái mẫu dòng touring bán rất là chạy ở bên em trong thời gian vừa qua. Mẫu dòng touring giáp Gian FCR, và touring SL. Cổ cốt kia đông chính hãng của Gian với bản theo xe còn rất là mới luôn các nhá. Xe trang bị với tay bấm xả Shimano 8 tầng lip, tay lắm cao su Gian với bản theo xe. Đằng trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Techo. Và đằng trước của xe nguyên bản theo xe zin nguyên bản. Bên phải em là bên ba tầng đĩa chính hãng của ba tầng đĩa Shimano. Đằng sau sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Techo, tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian. Mayer trước là Mayer chính hãng của Gian, Mayer vành của Gian sử dụng với vành nhôm, vành đĩa hay là có vành đổ, kích thước lốp 700x28C. Vành bản sử dụng phù hợp với những mọi cung đường, vành nhôm. Lốp cũng còn rất là mới, sử dụng rất là tốt các nhá. Kích thước lốp 728C. Kích thước lốp cơ bản của xe dòng touring. Vành Mayer chính hãng của Gian bản theo xe. Đạp đĩa của Shimano Cooley, hồi đĩa 3 tầng đĩa. Phủ đề sau là phủ đề Shimano Cooley TX, trang bị với 8 tầng lip chính hãng của lip Shimano lip đen các nhé. Đằng sau cũng chính hãng của Mayer và vành chính hãng của Gian luôn, nhưng bản theo xe còn rất là mới. Đằng sau xe trang bị với đèn chính hãng zin theo các ba ga,
đây là cái nút bấm bật tắt, nhưng mà xe hết pin rồi các bác về thay pin, tự thay pin thôi nhá. Đèn đằng sau đó này, zin pin nó ra mà cài cho xe. Và này em về một chiếc là size M thôi nhá. Xe cũng còn rất là đẹp, trong cái hình dụng xe, xe có hình dụng đồ, nhưng tổng thể xe rất là đẹp. Với tông màu trắng, dòng Touring City Bike, vượt cho bác mọi lứa tuổi để đi được, để bác đi trong gia đình, vợ hoặc con, các bác đi. Bây giờ xin các chú bác đứng của khung xe. Chiều cao xe của khung là size 49, tức là size M bác nhé. Chiều ngang khung là size 53, tức là các bác cao từ 1m65 đến trên 1m7 như vừa. Và bây giờ xin mời đi vào chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 8 tầng nít của Shimano, lên nít không? Xuống nít. Trước sau sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em sử dụng 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Các chân thu mượt mà cũng nhá. Trọng tải của bác Baga là dưới 25 cân. Xe còn rất là đẹp. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian Touring, dòng Touring City Bike, dòng Touring đường phố, phù hợp cho các bác mọi lứa tuổi đều đi được. Và cái model này em về là model Gian FCR 3300 với tông màu trắng. Và xe hiện có giá rất anh em là 7.7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bắt đầu liên hệ qua Zalo 0975 709943. Có lên YouTube tình như thế nào, nhấn đăng ký theo kênh. Còn hẹn gặp lại ngày mai.